Chào các cô bác anh chị. Lời đầu tiên cho cô Lụa xin kính chúc sức khỏe cô bác anh chị một ngày mới thật nhiều năng lượng, thật nhiều sức khỏe nha. Hôm nay cô Lụa sẽ giới thiệu với các anh chị em một số cái sản phẩm của công ty tinh dầu dạ Thảo Liên. Sản phẩm thứ nhất đó là sản phẩm An Nhi. Sản phẩm An Nhi với các thành phần từ trầu không, lá ngải, tía tô và một số cái thành phần khác đã tạo lên một cái sản phẩm, đó là tinh dầu An Nhi chữa chống chữa bệnh ho rất là tốt và làm khỏe đường hô hấp rất là tuyệt vời các bạn nhé. Và hiện nay thì các bạn trẻ đang lùng săn lùng mua cái sản phẩm An Nhi là rất là nhiều để xông họng và nhỏ vào khẩu trang trước khi ra khỏi nhà hoặc là khi đến công ty làm các bạn nhé. Hiện nay là các bạn trẻ đi làm ở công ty sử dụng rất là nhiều cái sản phẩm An Nhi này. Đấy. Cái sản phẩm thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó là sản phẩm răng miệng. Sản phẩm răng miệng này cũng được chiết xuất từ các tinh dầu như là tinh dầu lá ngải, ngải cứu, tinh dầu lá trầu không, tinh dầu bạc hà và tinh dầu bạc hà và gừng vân vân. Và đã tạo lên một cái sản phẩm với 40 công dụng. Đó là chữa sâu răng, sún răng, viêm họng, viêm lợi, chữa viêm thanh quản, viêm họng và viêm tai giữa. Nó rất là nhiều công dụng, rất là tốt và có thể là chữa được các cái bệnh như là bệnh trĩ này, bệnh zola thần kinh này, rất là tuyệt vời các bạn nhé, rất là tuyệt vời, rất là hiệu quả và đã được rất là nhiều người sử dụng trong gia đình của mình để tránh, để hạn chế đến mức tối đa kháng sinh. Đấy, đó là sản phẩm răng miệng. Sản phẩm tiếp theo đó là sản phẩm vệ sinh phụ nữ. Đây là cái bộ đôi sản phẩm vệ sinh phụ nữ đã điều trị các cái bệnh như là bệnh viêm phụ khoa, viêm cổ tử cung, viêm lộ tuyến vân vân. Rất là tuyệt vời. Được chiết xuất từ các thành phần như lá trầu không, lá ngải cứu, rồi tinh dầu bạc hà. Vâng, các bạn nhé. Sản phẩm tiếp theo mình nói đến đó chính là sản phẩm ngải cứu. Ngải cứu này cũng được chiết xuất từ các thành phần như là ngải cứu, rồi là tinh dầu bạc hà, tinh dầu long não, tinh dầu gừng vân vân, để giúp cho những ai mà bị các chứng bệnh như là đau xương khớp, đau đầu cổ vai gáy, đau cơ, đau lưng, mỏi khớp, tê bì chân tay thì có thể sử dụng rất là hiệu quả. Sản phẩm tiếp theo mình cần nói đến đó là sản phẩm về viêm xoang. Đấy, xoang mũi và xoang mũi cũng được chiết xuất từ các loại lá ngải, trầu không vân vân, để giúp cho những người mà bị viêm xoang mãn tính, viêm xoang do thời tiết thì sử dụng rất là tuyệt vời, hiệu quả. Sản phẩm tiếp theo của công ty dạ Thảo Liên đó chính là tinh dầu thần tài. Tinh dầu thần tài này được chiết xuất từ các tinh dầu của cây rau mùi và có thể làm dùng để ma sái bàn thờ, dùng để xịt vào bàn thần tài hoặc là có thể dùng để tắm rất là thơm. Đấy, ta dùng để tắm rất là thơm. Sản phẩm tiếp theo của công ty đó là sản phẩm hôi chân, hôi nách, rồi là sản phẩm làm trắng răng. Đấy, có rất là nhiều sản phẩm mà hầu như giải quyết những vấn đề về răng miệng, về xương khớp cho tất cả mọi nhà nào cũng có thể dùng được, bởi vì giá thành nó rất là hợp lý và nó tác dụng nhanh, rất là nhiều công dụng, hầu như nhà nào cũng gặp những vấn đề như vậy. Thì vậy rất mong những ai có nhu cầu về các cái vấn đề trên thì hãy liên hệ với Ngô Lụa theo số điện thoại 0936410666. Luôn Ngô Lụa sẽ luôn luôn tư vấn, sẵn sàng tư vấn cho các cô bác anh chị để có thể là dứt được những cơn đau, khỏi được một số bệnh rất là tuyệt vời các bạn nha. Rồi xin chào tất cả cô bác anh chị, các bạn.